Dạ, mến chào cô chú anh chị. Trong thời gian qua thì cho Cường xin cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ và xem kênh của Cường Phi Vlog. Cường Phi Vlog xin chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Thì ngày hôm nay Cường đến thăm anh Ken để tìm hiểu rõ về vấn đề ngày hôm qua anh Ken có đến nhà của anh Sơ và chị Phin vì lý do gì, như thế nào nghe cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị cùng Cường vào xem anh Ken xem như thế nào nghe cô chú anh chị. Rồi, em chào anh Ken. Dạ, chào. Đang làm gì vậy? Đang rửa chén nè. Đang rửa chén hả? Dạ. Sáng cơm chưa? Mới ăn rồi hồi nãy. Mới ăn rồi hả? Dạ. Được gì ăn? Con cóc kia đó. Con cóc hả? Dạ. Con cóc làm gì ăn? Xào mặn ớt. Xào mặn ớt hả? Dạ. Thì làm giống như cái món bữa hổm là nhái vậy phải không? Dạ. Được nhiều không? Cũng nhiều, ăn 2 bữa rồi. Ăn 2 bữa rồi hả? Dạ. Anh rửa chén xong đi ha, rồi anh em mình tâm sự ha. Dạ. Giờ anh Ken, hôm qua sao em nghe nói cái gì mà anh đi qua nhà của chị Phiên với anh Sơ để làm gì vậy? Thì ổng la gì đó, ổng thay đinh nói chuyện với bà gì đó. Rồi tại sao anh qua bển làm gì? Thì đi coi con, rồi anh kia đưa đi mấy giam, em giam đi. Anh nào đưa đi? Thì anh kia hôm qua là có em đó mà, em thấy anh đi lội đi mà. Thì em lội đi chỗ đầu kinh đó, thì em đâu có giam vô, thấy mấy anh mới vô hả? Kêu vô đó, kêu đưa em vô đó. Thì em mới vô. Em nói cho anh nghe nè ha, cái vấn đề là gia đình của anh Sơ với chị Phiên á, là anh đừng có tham gia vô nữa. Thì em nói rồi, bữa hổm rồi, cái chuyện đó thì mới xảy ra có chút định như vậy thôi, tại vì nó chưa có bùng nổ. Lỡ anh Sơ mà ảnh có bùng nổ ra nữa thì cái chuyện nó xảy ra thì nó nghiêm trọng hơn, nó không có tốt. Thì hôm qua thì em đâu có dám vô nhà đâu, em đi chỗ cái đầu kinh á. Thì rồi anh... em nói anh nghe nè, anh đừng có trong tâm trí anh, trong trái tim của anh hoặc là trong người của anh á, anh đừng có suy nghĩ tới chị Phiên nữa. Trả lại cho chị Phiên với anh Sơ cuộc sống của người ta lại đây, anh phải tìm một người phụ nữ khác hoặc là một cái công việc gì đó mình làm cho ổn định, xong rồi sẽ có người phụ nữ đấy tới mình thôi, chứ còn mình mà níu kéo chị Phiên là nó không có được. Thì cái chuyện đó em muốn bỏ mà bỏ không được. Anh cũng phải cố gắng anh bỏ chứ, anh không thể nào nói mà cô anh bỏ không được, tại vì người đó là chị dâu của mình. Hãy rồi. Đúng không? Rồi anh làm như vậy là trái với luân thường đạo lý lắm, hơn nữa là mình có lỗi với anh mình rất là nhiều. Anh có biết rằng là anh mình đau khổ lắm không? Chắc anh không suy nghĩ tới anh mình đau khổ hay sao? Ngoài mặt á, thì anh Sơ á, là người anh trai của anh nói là kệ đi, dù sao cũng em cũng kệ đi, không sao. Nhưng mà thật sự trong lòng ảnh á, đang chắc chứa lắm, nhiều lắm những nỗi buồn, nỗi khổ, những nỗi đau lắm. Thì anh đừng có bao giờ mà anh qua lại với chị Phiên để làm gì nữa, tại vì cái cuộc tình của anh với chị Phiên á, cuộc tình đó là nó ngang trái, nó không có hợp lý. Hơn nữa nếu mà ra pháp luật á, đưa ra pháp luật, anh là người phá hại gia căn của người ta đó nha, chứ không phải đơn giản đâu đó. Thì bây giờ lỡ rồi thì anh phải sửa lại, còn kịp thời mình còn sửa chữa được, chứ không phải là lỡ rồi thì cho nó lỡ luôn là không được. Còn kịp thời còn sửa chữa được chứ không phải là không sửa. Bây giờ anh cũng còn trẻ, chị Phiên với anh Sơ cũng còn, nói chung người ta vẫn hàn gắn được hạnh phúc gia đình của người ta lại bình thường chứ đâu có gì đâu. Còn anh thì còn trẻ, vẫn còn có thể khả năng kiếm được người khác mà. Thì em bỏ bà được mà bỏ bà đổi trả tiền bà 300 triệu, em đâu có gì trả bà. Cái tiền, số tiền mà chị Phiên đòi bồi thường 300 triệu đó đúng không? Là chị Phiên chị sợ là sau này anh không có để lại cái gì cho bé Kiền thôi. Chứ thật sự chị Phiên lấy 300 triệu đó thì cũng lại cho bác bé Kiền thôi, chị Phiên đâu có quyền để lấy. Thì em đâu có làm gì được cho 300 triệu. Em đâu có đất đâu cái gì mà bán cho bà. Thì anh đừng có qua lại với chị Phiên với anh Sơ nữa, thì cho người ta cuộc sống ấm no hạnh phúc đi. Còn anh á, thì em bỏ đi. Đừng có đi nữa. Bà lại thì lại đi, tôi ông có ép. Bây giờ tôi giận vậy đó, lại ông lại. Thì ông ép. Bây giờ bà lại cũng không cho bà lại luôn. Thì bà lại thì lại đi, thì khi đó chuyện đó là em không ép.
Còn về vấn đề là anh có nhớ bé Kiền á, thì tụi em xuống, thí dụ như em hoặc là những anh em YouTube khác xuống thì nói tôi nhớ bé Kiền, anh em dùng dắt bé Kiền về đây cho tôi thăm, thì tụi em sẽ làm vấn đề đó. Thì em đâu có đi. Ừ, đừng có đi nữa. Hôm qua em thấy đi mà lùm xùm gì đó, ông sư ông vô ông nạt nọ, ông nắm tay nắm chân, em nói lần này đến nữa này có công chuyện nữa đó. Thì đó, hồi đó là em không vô, thấy mấy ảnh muốn gặp con gì á, mấy ảnh mấy đưa em vô nhà chị Phin đó, thì em cái đó đâu có vô. Đừng có vô nữa, nói chung là đừng có liên quan tới gia đình của anh sư chị Phin nữa. 3-4 ngày 5-6 ngày rồi em đâu có đi ở nhà không à, đâu có đi ở nhà bà nữa, đâu có đi. Còn về vấn đề mà chị Phin đòi bồi thường 300 triệu đó thì chẳng có. Chị Phin sợ là sau này anh sẽ một người phụ nữ khác, rồi anh để hết tất cả của cải tài sản đất đai cho người phụ nữ đó, rồi bé Kiền không có gì, nên chị Phin mới đặt những cái yêu cầu như vậy đó. Thì bán đất, bán gì, bán nhà này hết rồi, rồi đâu có Kiền nó muốn ở đâu có nhà ở. Đúng rồi đó. Thì đất có chút xíu à, bán có đâu có được 300 triệu. Thì đó, thì chị Phin chị nói cái khẳng định như vậy là có nghĩa là chị sợ anh gặp một người phụ nữ khác, rồi sinh con đẻ cái, rồi tài sản anh cho người ta hết, không có để lại cho bé Kiền, nên chị Phim mới đặt cái yêu cầu như vậy. Đúng rồi, thì em đâu có đất nhiều gì đâu. Được có một nhà này nè. Chứ thực sự mà nói mà để mà xác định bồi thường 300 triệu thì cái chuyện xác định mà bồi thường nó cũng không hợp lý, không thỏa đáng. Thì em không có tiền sao mà trả bả được. Còn về vấn đề á, là tình cảm của anh với chị Phim á, lúc trước á là do chị Phin một phút bồng bột với người anh trai của anh đó, là có hiếp đáp hay là có này nọ đó, nên chị Phin thấy anh là đi sức tu về rồi đi qua bển chơi, thấy anh là một người đàn ông nói chung là biết chăm lo cho gia đình, nên chị Phin mới đem lòng nhớ thương, rồi hai người cũng lén lút nhau một thời gian, đúng không? Đúng. Rồi cho đến hiện tại thì cũng đã lén lút một thời gian dài, cũng đã có một đứa con là bé Kiền. Thì anh sơ thì anh cũng phải tới chừng anh phát hiện ra thì anh với chị Phin á, là chị dâu của anh á, cũng đã có một đứa con rồi. Cho nên anh sơ á, anh cố gắng anh nén lại bao nhiêu nỗi đau đó, anh vẫn chấp nhận. Nhưng mà trong ngoài mặt ngoài miệng thì anh vẫn chấp nhận thôi, nhưng mà trong lòng anh không bao giờ anh chấp nhận. Em nói có đúng không? Đúng. Chẳng ra là tụi em xuống ghi hình hỏi anh, nói không sao đâu, dù sao cũng em ruột của tôi, không sao đâu, dù sao cũng em ruột của tôi. Nhưng mà tới chừng anh có rượu gì á, có rượu trong người rồi bắt đầu là anh bùng nổ ra, bữa hổm là bục anh rồi. Rồi cái chuyện này mới có bục anh là nhẹ thôi, cũng những là ít thôi, rồi sau này bùng nổ anh càng ngày anh càng tăng lên thì sao, lúc đó thì cái chuyện xấu nó sẽ xảy ra, rất là nhiều vấn đề để xảy ra, ảnh hưởng to hơn nữa. Cái xác xích mà gọi là ảnh hưởng tới cơ thể của anh rất là cao nữa, chứ không phải như vậy. Em nói đúng không? Đúng. Vì những cái lời thề mà lúc mà anh với chị Phin để mà gọi là yêu thương nhau, rồi thề hẹn non, thề biển hẹn non gì đó, là những cái lời thề đó vô giá trị. Không ai mà chứng giám cho anh với chị Phin mà cái mối tình trái ngang như vậy. Mình hai người đều có lỗi với anh Sơ hết. Nhưng mà trong cái lỗi của hai người á, là chị Phin nó vì một phút như thế này thế nọ với anh Sơ, đối xử với chị Phin như thế nào thì mới có suy nghĩ đến với anh thôi. Cho đến hiện tại bây giờ chị Phin đã giật mình, đã tỉnh giấc trong cái giấc ngủ mê mang say xưa, những cái mối tình mà không cân xứng đó, bây giờ chị Phin đã tỉnh giấc. Còn anh và anh vẫn em cảm thấy anh vẫn còn u mê. Anh nên xác định lại đây, và anh nên suy nghĩ lại về mối tình anh với chị Phin, nó không thể nào mà được chấp nhận, không thể nào chấp nhận được, đúng không? Thì em thì bình thường mà. Thì thôi, tốt nhất là anh bây giờ nè, anh phải đi làm kiếm công việc gì đó làm, rồi kiếm một người phụ nữ nào đó để mình xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc của mình sau này. Chứ không thể nào mà anh đứng anh ngồi anh trông chờ, anh không muốn lấy ai, anh không muốn gặp ai, để anh đợi chờ chị Phin là không được. Không đâu, không gặp bà thì không lấy ai hết, bà lấy ai lấy. Bây giờ tôi giận gì đó thì bà lấy ai lấy. Rồi tôi không lấy. Rồi chị Phin đâu có lấy ai, bây giờ chị Phin là gặp với anh Sơ là vợ của anh Sơ rồi. Thì em không gặp bà cũng được. Thì em ở nhà một bên. Giờ anh ở nhà một bên rồi tương lai anh như thế nào? Thì em không lấy ai hết, vô nhà đi.
thì em ở một ơn gì đó. Anh quyết định anh ở một mình luôn. Ừ. Ở được không? Được. Thì em thì anh nào lợi em không lấy người gai nào vô nhà em nữa. Không. Nói thẳng luôn. Nhưng mà sau này là anh đi ra ngoài đường anh gặp một người phụ nữ khá hợp tình với mình rồi sao? Thì cái đó là ông em không thương. Thì em suy nghĩ vậy đó. Anh xác định là anh không thương người nào hết. Không. Ngoài chị Phiên đúng không? Dạ, không. Không thương ai hết. Rồi chị Phiên, anh thương chị Phiên như vậy, anh cảm thấy là cái mối tình đó nó không được tốt đẹp không? Có nghĩa là không có hợp lý không? Thì không tốt thì để thì em chị chấp nhận, không tốt thì em chịu. Ai cười ai nói gì thì em cũng chấp nhận, em không mắc cỡ. Tuy rằng là anh không mắc cỡ nhưng hiện tại anh đang là phá hại hạnh phúc của người ta, phá hại thì gia đình của người ta. Bây giờ em lỡ rồi, bây giờ thì em thấy em có tội vậy đó. Nhưng mà mình không thể nào mà nói câu lỡ được, mình còn sửa chữa được, mình còn thể nào mình còn dừng được. Thì bả tôi bỏ 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 cũng được mà không lấy ai. Anh có nghĩa là anh nói là anh sẽ bỏ chị Phiên nhưng mà anh không gặp ai nữa. Không. Tại sao anh suy nghĩ bi quan như vậy? Bi quan vậy? Thì em thương rồi, em lỡ rồi. Thì em mình đi chùa đi gì mình đốt nhang mình thẻ rồi. Em đâu có dám lấy ai nữa. Thì bả lấy đi thì em không ép. Chị Phiên là gặp anh Sơ rồi không lấy ai ở đâu. Thì lấy đấy, lấy Sơ đi. Thì bà tôi đâu có kêu bà lời nữa. Đi đâu. Thì tôi bỏ gì đó. Bà lợi thì lợi, bà không lợi thì tôi không đi. Thì tôi muốn gặp con tôi được rồi. Thí dụ như anh muốn gặp bé Kiền là con của anh đúng không? Thì em không đi vô tới nhà. À, nhắn nhủ với tụi em sẽ đem bé Kiền lại. Dạ. Cho anh gặp anh thăm. Còn anh đi đó nhiều khi anh Sơ là bục anh đó. Hôm qua là có tụi em á, không có tụi em là chắc anh Sơ bục anh nữa rồi. Tự nhiên vậy sao mà em vô ra mãi bực không được. Tôi không vô nhà mà đừng hấp bực nè. Không vô nhà là anh Sơ không có bục anh được. Quánh luôn á. Tôi không vô nhà tôi quánh luôn á. Quánh luôn ha. Ừ. Anh trai của mình mà. Anh trai gì tôi đâu có vô nhà mà bực tôi. Bực hoài hoài gì. Ủa, vậy là anh Sơ bụp anh mấy lần rồi? Hai lần ba lần vậy đó. Hai lần ba lần hả? Cái lần nào là bụp nặng nhất? Bụp đầu tiên á. Bụp đầu tiên là khoảng thời gian bao lâu rồi? Lâu rồi. Cả 2 năm 3 năm. 2 năm 3 năm bụp như thế nào? Ổng tự nhiên ổng bụp. Tự nhiên bụp luôn hả? Mà bụp tôi dẫn tôi cũng ra tay luôn. Và anh có chống trả luôn hả? Đầu tiên anh có chống trả luôn hả? Trả, không có làm gì sai mà bụp. Rồi lúc đó là anh Sơ làm gì? Rồi chị Phiên đang ở đâu? Rồi chị Phiên đang ở đâu? Chị Phiên không ở đâu. Bây giờ anh cứ níu kéo chị Phiên như vậy được hoài, cái bắt đầu là chị Phiên cảm thấy mà khó xử. Chị Phiên đứng kẻ giữa anh và anh Sơ, chị Phiên là người ở giữa, chị Phiên khó xử, chị Phiên sẽ bỏ đi nơi khác, anh tin không? Thì bỏ đi. Tôi nói vậy đó. Rồi lúc đó chị Phiên đem biết Kiền đi theo anh được. Anh không được đi thăm luôn á. Thì đi. Tôi ở vậy à. Cho bà đi tự nhiên luôn. Rồi bà đem biết Kiền đi rồi sao? Thì cũng nhớ vậy. Bà đem đi. Rồi anh không gặp biết Kiền. Thì cũng nhớ vậy. Bà lấy đi đâu thì lấy. Giờ rửa chén xong chưa? Ôi. Đây anh em mình vô nhà á. Ở đây ngoài nắng à? Thiệt á, cho bà ở đây luôn. Bây giờ là anh quyết định là không đến với người phụ nữ khác. Không. Khẳng định luôn. Khẳng định là bà lấy ai lấy. Sao khóc nữa rồi? Bị giận quá. Giận quá, lý do sao giận? Giận gì bà nói gì thì bà lấy ai lấy đi. Chị Phiên là muốn tốt cho anh thôi. Đi không tốt gì. Bà lấy ai thì lấy. Chị Phiên thứ nhất là muốn gia đình của chị Phiên là êm ấm trở lại. Rồi muốn anh là tốt lại. Không thể nào mà ba người mà sống như vậy được nữa. Hơn tốt nữa. Tốt không gì không. Hơn nữa là anh Sơ ảnh nóng lên. Bắt đầu là anh bụp anh nữa. Thì lại khó xử lý nữa. Thì em không tới nhà không. Lại bụp không được á. Nhiều khi cái sự ghen tức nó trội vậy là không thể nào kiềm chế được đâu á. Thì em không vô tới nhà ổng bực không được á.
Tôi ở nhà tôi hả? Tôi lại chị Phiên qua đây rồi anh Sơ đi theo mình sao? Theo thì bình thường. Tôi theo lại đây rồi thấy anh với chị Phiên đang níu kéo nhau rồi lúc đó thì anh trỗi dậy cái cơn ghen tức rồi sao? Kéo nhau cái gì? Ở sang là gì? Bả lợi thì lợi bả, tôi không ép đi kéo tay bả lợi đâu. Rồi từ khi anh không có đi qua bển à, chị Phiên có qua đây không? Không. Không qua hả? Ít. Có qua nhưng mà ít thì sao? Có, hồi đó là cũng tôi cũng lại một lần vậy đó, dẫn với anh Sơ gì đó. Bà đâu có lại liền liền đâu. Lâu chưa? Lâu rồi. Là lúc đó là anh với chị Sơ đã không còn ở với nhau, đến với nhau hay là chị Phiên nói là không muốn liên quan tới anh nữa hay là trước kia? Sao? Ý là lúc mà chị Phiên qua đây lúc đó là chị Phiên có nói với anh là không muốn liên quan tới anh không hay là trước kia chưa nói? Thì em nói thẳng vậy thì bà thì lợi thì lợi, bà không lợi thì thôi. Tôi đâu kêu bà đâu, đâu có điện thoại điện gì, điện thoại hư lâu rồi, tự nhiên bà lợi lại đi. Thì em không ép cái chuyện đó mà nhà bà tôi ít đi, không đi luôn, ít cái gì. Rồi anh Sơ nè, thí dụ như có một công việc đó người ta kêu anh đi làm ở với người ta luôn, anh đi không? Đâu. Có một anh ở bên Cần Thơ làm bên xà lan á, ảnh rất là nhiều ngày. Ồ, em không đi đâu. Cái chuyện đó là em không quen. Em đi xa không được. Hay vòng vòng khu vực Sóc Trăng anh có đi làm được không? Sóc Trăng cũng em không quen đi nữa. Rồi vòng vòng đây rồi bây giờ không có việc gì làm rồi làm sao? Thì mình ngồi ở nhà thì tam tới mùa lúa thì mình quen làm rồi, mình vô là say gì đó, rồi giác đầu tân đâu gì, thì mình chưa quen đi đường xa. Rồi bây giờ là mùa lúa cũng đã làm xong rồi, đây là mình một năm mình làm hai vụ hay sao? À, nước ngọt người ta làm ba vụ, mà nước mặn thì làm hai vụ hả? Hai vụ. Rồi hiện tại giờ anh thấy đất bỏ trống, nó chưa có ai làm hết trơn đúng không? Chưa. Bây giờ sao người ta xả từ từ, người ta bơm nước lên á. Xả từ từ chứ? Xả rồi. Người ta có mướn anh đi làm không? Cũng ít. Người ta quen mình á, mấy ta kêu. À, người ta quen mới kêu hả? Dạ. À, vậy là cái nghĩa là anh nói là người ta có mối phải không? Dạ, có mối. Thì xịt thuốc, xịt gì đó. Rồi thường thường một vụ vậy anh làm được bao nhiêu mối? Dạ, cũng dậm nè. Rồi giác luôn nè. Rồi dục thân, rồi xịt thuốc gì á, cũng ba bốn thứ gì đó. Thì một vụ thì là mình làm có khoảng bao nhiêu ngày một vụ? Một ngày gì cũng làm gai hả? Làm gai hả? Có nghĩa là ba bốn ngày làm một ngày hai ngày vậy đó hả? Dạ. Rồi ba bốn ngày cứ cách ba bốn ngày thì cứ làm một ngày hai ngày vậy. Dạ, cũng ta kêu hoài hoài vậy thì mình đi hoài gì đó. Thì lâu lâu người ta kêu một lần thì mình đi một lần gì đó. Thì thôi em cũng đến thăm anh như vậy thanh sơ ha anh. Dạ. Cơn ha lộn. Thì em cũng nói với anh là đừng có liên quan tới gia đình của chị Phiên với anh Sơ nữa. Thì em cũng bình thường mà. Nó không tốt quá anh hiểu không? Em cũng không đi mà, em ở nhà không à. Rồi em nghe chị Phiên chia sẻ là lúc mà trước anh cũng có bực chị Phiên hả? Thì hồi đó thì lâu rồi, thì em bực hồi đó là hai lần hả? Bực hai lần rồi hả? Ừ. Vậy là chị Phiên vừa anh Sơ bực rồi vừa anh bực nữa, chị Phiên đứng ở giữa là chịu lạnh đạn hết luôn. Dạ. Thì bà cũng chịu, bây giờ bà chạy ở đâu? Bà còn thương mà mình cũng giận quá, mấy bực bà. Bực nặng không? Cũng nặng, sưng mắt luôn. Sưng mắt luôn hả? Rồi em đi kêu đi chích gì đó, chút mua thuốc mua gì đó. Dạ. Rồi anh Sơ có biết không? Thì bà dốc ổng nói té. Có nghĩa là chị Phiên không dám nói là anh bực mà nói là anh bà bị té. Dạ. À, sợ nói với anh Sơ là dạ. Anh bực với anh Sơ lại kiếm anh hay sao? Sợ anh Lương sợ kiếm chuyện em á. Nên bà nói dốc là bị té. Dạ.
Thì thôi em cũng lại cập nhật anh đây thôi nghe anh Ken. Dạ. Rồi em chỉ khuyên anh thôi, đừng có liên quan tới chị Phiên với anh Sơ nữa. Dạ. Ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn anh.